bạn đã quay lại với kênh của nhà Vũ. Đây mà chúng ta đến quán công trình thi công sàn bê tông nhẹ. Chúng ta là một cái ngõ nhỏ của một quận phố trung tâm của Hà Nội. Và trước mặt chúng ta thì là phía trên tầng 4 sẽ được sử dụng hệ thang để thoát nạn. Căn nhà này ở trong ngõ nhưng có một lợi thế là có hai mặt khóa và chưa tập kết ở khu vực tầng 1 này. Công nhân đang tiến hành đưa các vật liệu lên trên tầng 4 bằng thạch cao vững tỏi. Đây là khu vực tầng 1. Hệ dầm thép. Đây là tập kết ở tầng 1 của công trình. Bạn này là phần gạch, phần thép và phần dầm. Ngõ vào rất bé. Hệ thống cấu kiện này sẽ được vận chuyển thủ công lên trên tầng 5. Phương pháp lên bằng hệ thống tời. Tầng dây đã kéo phía kia. Hệ dầm được đưa lên dọc ở phía trên. Đây là hệ ghế xếp hàng phi 4 đã được hàn sẵn thành phi, sau đặt sẵn lên trên để đục bù bằng bê tông. Lên cái 31 đi. 31 đấy. Tí như vậy là lên đi. Đây là 31 đi ra không phải chạy. Rồi đây là 13 rồi. Không, 93. Chúng ta là lên tầng 5. Chúng ta là trên thị trường. Phía ngoài tường thì đây thì đang đưa ra cái phần thép để đua ra ngoài. Thành phẩm đầu tiên là đa phần thì chúng ta có thể không
thêm dầm thứ hai đã đưa vào cái chị. Dầm đậu này được đưa vào trong bún của Tùng Y. Giảm độ cao của cái phần thịt tôm. Móc cái ra rồi, móc cái sắt đâu phải. Vậy là cây dầm đã được vào trong bụng dầm y. Cái này là phần dầm đặt lên dầm bê tông của đỉnh tượng. Đơn giản hơn. Gần hết. Phần ô trong sàn này đã được lắp kín cái phần sàn của tấm nệm rất thẳng và đẹp. Ở góc kia là phần kết nối giữa phần sàn ô dầm y và phần kế trực tiếp lên hệ dầm bê tông. Thế mà cứ nhìn lên sàn rất phẳng. Anh lên trên đưa một cái nữa mà đưa vào.
chúng ta lên cái sườn mái. Các viên block thì được tập kết trên mái này để chuẩn bị triển khai cho phần tiếp theo. Sau khi trải các cái tấm block, chúng ta đặt một cái tấm xếp hàng và đổ bộ phía trên bằng bê tông để 4 cm. Giáp được dầm thép và rằng đỉnh tường bê tông. Đây là phần đua ra. Đấy. Cái này thì không phải ba ba sai là đồ đúng vì lúc này rất nhẹ nhưng một tay có thể nâng được. Đối thiệp hàn lên chuẩn bị cho công tác bê tông. Chân đời công cải tạo các nhà đường phố với mặt bằng khiêm tốn và trong các ngõ sâu rất là phức tạp, địa hình không thuận lợi cho việc thi công, các công đoạn chủ yếu đều dùng sức người. Việc sử dụng các lưới thép hàn này cũng rất nhiều là việc thi công thép sàn. Sau khi chạm xong cái tấm block, tấm thép sàn được đặt vào vị trí để đổ bù lớp bê tông lên phía trên. Thép này là thép T4, độ cao. Chúng ta vừa mới được quan sát thi công lắp ghép sàn bê tông nhẹ. Chúng ta quan sát phía dưới xem cái phần hiện. Phần này sau này có thể chạm vữa thông thường hoặc ống chân thạch cao hoặc có thể xuân trực tiếp lên. Thông thường với nhà dân dụng thì nên ống chân để lắp hệ thống điện. Sản phẩm sau cùng sẽ vô cùng hoàn hảo. Tới đây nhà vui xin kết thúc video clip về cải tạo nâng chân tầng
nhạc phố bằng cặp quả đen sẵn tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo.